Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyentactical.com. Thì cũng đã khá là lâu rồi, qua mấy tháng dịch mình không có lên clip mới. Phần vì mình cũng không có ở Sài Gòn hiện tại, phần vì dạo này cũng chả có gì để bán và chả có gì để nói. Thì mình đã muốn làm rồi nhưng mà thị phi nó lại muốn kéo mình lên. Hôm nay mình sẽ lên clip để phân trần trắng đen. Tại vì mình gần đây mình có nghe cái tin đồn đó là LV6 đã có hàng fake. Thì hôm nay mình và anh em sẽ cùng nhau thử trải nghiệm đặt hàng và chúng ta cùng so sánh xem sao nha. Ok anh em nha, bây giờ mình sẽ thao tác đặt hàng trực tiếp cho anh em xem luôn nha. Rồi, chúng ta bắt đầu vào trong Shopee. Đây, với cái từ khóa tìm kiếm là LV6 thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm của Chuyên là sản phẩm nó nằm ở trên đầu trong cái thanh tìm kiếm này, trong cái phiên tìm kiếm này. Thì đây chúng ta có thể thấy đây một cái sản phẩm nó được bán với giá 693.000, với cái giá gốc là 999.000 giống như bên Chuyên bán, nhưng mà nó giảm xuống 693.000. Đây, túi eo chéo nam 5.11 Tactical LV6 3L hình thật. Ok, đây là cái clip do bên đó quay. Nhìn qua clip này thì mình đã tìm được một cái điểm nó không ổn rồi. Ok, nói chung là cũng khá đầu tư ha, cũng có clip, cũng có hình thật này nọ. Hình này của hãng. Ok, hình này là bạn này, bạn tự chụp. Có tem luôn anh em, khóa YKK. Ok, mình xem thử ha. Rồi, A shop 262. Ok, thêm bài giỏ hàng. Tiếp theo đó là sản phẩm của Chuyên Tactical. Tại vì hiện tại là mình không có ở Sài Gòn cho nên là ok, mình sẽ đặt hàng sản phẩm của Chuyên giống như là một người khách đặt hàng trên mạng luôn nha. Ok, rồi mình sẽ đặt màu đen luôn để so sánh với bên kia cho nó trực quan, so sánh với sản phẩm bên kia. Rồi ok, đây là những cái bước thanh toán tiếp theo. Ok, mình vừa mới đặt hàng thành công hai sản phẩm túi đeo chéo 511 LV6, một sản phẩm của chuyentactical.com và một cái sản phẩm được anh em đồn đại với nhau là có giá rẻ hơn nhưng mà không biết là chất lượng như thế nào đó. Hiện tại mình đặt trên này là giá 693.000. Rồi ok anh em, chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem khoảng một vài ngày nữa hàng đến rồi mình sẽ quay clip review thực tế cho anh em luôn nha. 2000 years later. Hàng về anh em ơi. Rồi anh em, chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Như anh em có thể thấy trên bàn này thì đây là cái hộp sản phẩm. Cả tiền ship là 736.000, 737.000. Còn bên đây là hộp hàng của Chuyên Tactical gửi cho mình. Anh em có thể thấy cái đường cái băng keo rất là đặc trưng. Anh em nào mà đặt hàng ở bên Chuyên rồi thì sẽ biết, sẽ nhận ra cái băng keo này. Nói chung để đóng gói thì nó cũng đẹp lắm, nhưng mà sau cái quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị móp mé chút xíu. Những cái đồ mà ví dụ như bình giữ nhiệt hay là đèn pin á, thì anh em bên Chuyên luôn là cố gắng độn những cái vật chống sốc vào, những cái vật liệu chống sốc vào để hạn chế những cái rủi ro trên cái đường vận chuyển. Còn đối với sản phẩm ba lô túi thì anh em cũng tiết kiệm, vừa tiết kiệm chi phí vừa hạn chế bớt những cái rác thải. Tiếp theo mình sẽ buông luôn bên này, tại vì một cái sản phẩm mình muốn so sánh nó chính hãng hay là fake thì nó cần phải đi luôn từ cái phần gọi là bao bì trực tiếp của sản phẩm đó, chứ không phải là cái bao bì đóng gói đâu, không phải là bao bì đóng gói của bên nhà bán hàng đâu, mà là cái bao bì của hãng sản xuất luôn á. Rồi đây đây rồi mình còn nhé. Đây anh em có thể thấy cái bao bì của cái bên tay trái mình đây là sẽ là cái LV6 693.000 nha. Đây mình đã sử dụng cái bao bì này, bao bì kiến đại trà. Còn đây rồi đây sản phẩm của chuyentactical.com thì cái bao này nó là bao hãng, nó sẽ hơi mờ và hơi dài hơn một chút xíu anh em có thể thấy nè, và nó có cái tem của hãng luôn. Trên đây thì sẽ có cái code của sản phẩm nè, rồi tên sản phẩm và cái mã vạch đó. Đây và phía sau đây là những cái thông số và về cái bì này. Rồi đây sẽ mở ra luôn. Đó, thứ nhất là cái bì là xong rồi nha. Cái túi chống bọng nó cũng khác nhau này nè. Đây thì chơi bì này dán băng keo. Này có phiếu bảo hành luôn nha anh em, 12 tháng. Ok, mình sẽ tạm không có công bố cái thông tin của cái người bán hàng này. Đây 2 chiếc trên tay. Đây cái này thì nó có thêm hàng chính hãng, nó sẽ có thêm cái tag treo lên nữa nha anh em. Cái này là để chúng ta treo trên kệ này, và nó có cái những cái tem nhỏ nó chú thích cho những cái ngăn chức năng của túi. Bên này thì không có nhé. Rồi để mình zoom lại gần. Rồi cái đầu tiên chúng ta có thể thấy, nếu mà nhìn bề ngoài dưới cái ánh sáng này thì mình cảm thấy là hai cái vải này nó có vẻ khá giống nhau, khá giống nhau. Hai cái vải này khá giống nhau. Cái đầu tiên mà mình thấy tiếp theo đó là cái chỉ thừa ở đây nè anh em. Đây cái này nó có cái chỉ thừa nè. Đây một điểm đầu tiên. Rồi vấn đề tiếp theo ở bên bề ngoài, ở ngay cái vẻ ngoài đây, cái này là cái của chuyên á, mình sẽ lại zoom cận lại cho anh em xem. Đây anh em có để ý cái màu sắc của cái chữ 511 đây mà. Đây hai cái màu sắc này khác nhau nha. Này cái này là của chuyên này, cái này là 693 này. Đây điểm đầu tiên là cái này khác nè, cái chữ nó của hàng chính hãng nó sắc nét hơn, cái màu nó hơi đục hơn, và cái này nó được cắt rất là tỉ mỉ, nó tròn trịa lắm. Cái này thì nó to hơn, cảm giác về chất liệu thì cái này cứng hơn chút xíu, cái này mềm. Rồi cái này thì hãng họ may về cái phía bên này là bên tay trái, bên này thì họ lại may về cái phần bên tay phải của cái bộ phận vải này. Đây họ may về bên tay phải, còn hàng chính hãng họ may về bên tay trái. Và nó có một cái đặc điểm mà mình đã nhận thấy trên clip lúc mà mình đặt hàng, cái clip của bên 693 họ cung cấp trên Shopee á. Đó là thật ra cái chỗ này nó có cái dụng ý thiết kế, tại vì LV6 là một cái sản phẩm nó nằm trong cái bộ sưu tập Low-Vis, thì cái ý nghĩa của cái bộ sưu tập Low-Vis đó chính là đây là một cái sản phẩm, một cái dòng sản phẩm dành cho những cái người quân nhân đã về hưu, hoặc là những cái người thực thi pháp luật họ di chuyển trong đô thị và họ không có muốn bị nhận ra. Tức là anh em cứ tưởng tượng như thế này nè, khi mà mình đi ra ngoài đường chỗ đông người, mình mà thấy một cái ông mang những cái ba lô nó có những cái đường gạch ngang những cái MOLLE webbing á, thì mình nhận ra ngay đây là một cái ba lô dùng cho phía quân sự hoặc là phía công an gì đó. Mình nhìn là mình biết ngay. Và cái Low-Vis nó sinh ra là để nó ẩn cái đặc điểm nó đi, nó mọi người nhìn vào nó đây là một cái sản phẩm y như một cái sản phẩm túi đeo thời trang thông thường cho dân sự. Thì đó là cái lý do mà Low-Vis nó sinh ra. Và cái việc mà hãng 511 họ thiết kế cái chỗ đây nè là để khi mà anh em muốn ẩn luôn cả cái thương hiệu của cái túi á, thì đây nè chúng ta nhét nó vào. Đó đây một cái túi nhìn không biết thương hiệu gì luôn đó. Thì đó là cái dụng ý của hãng khi mà họ thiết kế cái bộ phận này, cái chi tiết này. Còn ở cái túi 693 thì không cắt được, nó không cắt đi được. Tức là bản thân cái người thiết kế và gia công cái túi này họ không hiểu được cái dụng ý của cái thiết kế của cái chi tiết này luôn. Đó. Rồi, cái đầu tiên nhé, tức là bây giờ chúng ta đã có thể kết luận là hai chiếc túi này không hề giống nhau nha anh em. Một cái được chuyentactical.com bán chính hãng 990 ngàn, và một cái túi mình đặt về đây 693 ngàn. Nó khác nhau, phải kết luận đầu tiên là nó khác nhau đã, nó không phải. Tức là không có chuyện là sẽ có một cái sản phẩm chính hãng được bán với giá rẻ hơn ở trên Shopee, mà đây là một cái sản phẩm được gia công ở một nơi khác ở bên ngoài, là nó không phải hàng chính hãng nha. Đó. Rồi, cái điểm tiếp theo ở ngay bên ngoài luôn, chúng ta có thể thấy đó là cái khóa này anh em. Rồi mình đổi lại bên này nha, cái 693 thì vẫn nằm bên trái, cái này nằm bên phải. Rồi mình sẽ zoom lại cho anh em xem. Đây, cái khóa. Đây, anh em có thể thấy cái khóa này. Ở bên hàng chính hãng họ đúc cái khóa nhìn rất là tinh tế và không có một cái chi tiết thừa nào cả. Đây, không có một chi tiết thừa nào hết. Còn hàng 693 này anh em có thể thấy này, nó lên nhà lên nhem hết này. Đó, này, nhựa này, lên nhà lên nhem hết. Rồi khác nhau nha, và cái độ dài của cái dây nó cũng khác nhau luôn. Cái dây này nếu mà hàng chính hãng là nó sẽ có một sự đồng bộ nhất định luôn nha anh em. Tức là ở trên cái ba lô hoặc một cái túi, nếu mà chỗ nào những cái chỗ nào mà sử dụng chung một cái loại dây, một cái loại khóa, nó sẽ đồng bộ hết, là đồng bộ cả cái độ dài của cái dây này luôn. Đó. Đồng bộ từ cái phần nhựa hoặc là cái khóa kim loại, rồi cái số size của cái dây kéo, cái con chạy là nó phải đồng bộ hết. Rồi hai chi tiết, một cái này, cái dây khóa. Tiếp theo cái khóa này, cái khóa lớn này. Cái khóa này nó không giống nhau nha anh em. Đây là chính hãng này, nó có cái tên thương hiệu của cái khóa, đây dòng chữ trên này. Và cái khóa nhìn đây, anh em nhìn bên cạnh này, nó không có cái chi tiết thường hết, nó được đúc nguyên cục ra. Đó, khóa này là khóa UTX Flex. Còn khóa này thì mình cảm thấy đây này, anh em nhìn bên cạnh này, nhìn bên cái cạnh của nó có cái nhựa thừa, phần nhựa thừa. Và khóa này thì không có chữ số, không có thương hiệu gì cả. Rồi khóa này sai nha anh em, khóa này sai này. Rồi sai khóa. Vấn đề tiếp theo, các cái đường chỉ đây mình cảm thấy nó may cũng không đều này. Đó, nó may không đều, cái này may rất là đều và đã chìm vào trong cái vải luôn. Cái vải này thì mình cũng thấy nó cũng khá tương đồng, nhìn thì nó khá tương đồng nhưng mà sờ nó khác nha anh em, sờ và nó khác nhau đó. Đúng rồi, anh em có thể nhìn rõ cái hạt dệt của nó này, nó khác nhau. Cái hạt dệt của cái 693 nó ráp hơn, và cái đường những cái đường vân ở trên vải nó to hơn, cái này nó mịn hơn. Này, phẩm mình nó mịn hơn, đồ chính hãng nó mịn hơn. Tức là vải sai nha, vải không đúng. Vải không đúng thì cũng hơi căng đó, tại vì thực ra cái chất liệu và những cái phụ liệu mà làm nên một cái sản phẩm may mặc thì nó đóng vai trò, nó đóng một cái tỷ lệ phần trăm khá là lớn trong cái giá thành. Rồi đối với sản phẩm chính hãng thì cái dây này nó có độ dài như thế này, nhưng cái 693 là nó dài tới cỡ này luôn. Cái này thì cái chức năng của nó đó là kéo, anh em bỏ đồ, lắp đồ vào trong rồi xong rồi, ví dụ như trong những cái trường hợp mà anh em lấy đồ ra, anh em đựng một cái lượng đồ ít hơn, cái túi nó bị nhão nhão thì anh em kéo hai cái này lại để anh em mình cố định cái phong túi cho nó đứng lên lại. Tức là thu gọn nó lại đó, cho nên là nó làm như thế này là đủ rồi, đủ để chúng ta dùng rồi. Nó kéo ra chỉ có thu gọn thôi. Còn cái này mình không hiểu là nó làm dài như thế này để làm gì. Ok, đó mới là mặt trước thôi nha anh em, mới là mặt trước thôi. Tiếp theo những cái mình cảm thấy là những cái cái khoảng cách ở trên này nó cũng không có đồng nhất với nhau luôn, không giống nhau, tức là họ dùng một cái rọc họ may nó cũng không có đúng kích thước. Rồi bên trong này, bên trong ok cùng bên cái đai này cũng không giống nhau nha anh em, cái đai này không giống nhau nè, cái đai, cái phần cái đai của cái miệng túi này nó không giống nhau. Rồi vải lót, vải lót mình thấy hai cái màu nó cũng không giống nhau đâu, đây nó hơi khó để show cho anh em nhưng mà nó không giống nhau. Vải lót ở trong này thì nó còn vẫn còn cái chỉ thừa các thứ. Cái khóa này, khóa này là khóa YKK đó anh em. Ok, khóa thì giống nhau tại vì YKK là một cái nhà cung cấp dây kéo cho toàn cầu luôn, cho nên là ai mua thì họ bán thôi, nên là khóa thì mua được thì mình cũng không có hiểu lắm. Nhưng mà cái kích thước, cái độ rộng của cái này này để anh em xỏ cái khóa này, cái này nó nhỏ hơn nha, không biết là nó có xỏ được hay không, tí nữa mình sẽ thử. Rồi mình sẽ lật ra đằng sau cái quai này, cái quai bên này nó mềm hơn nha anh em, nó mềm hơn, bên này nó cứng hơn, này quai này nó mềm hơn. Rồi cái quai phụ, cái quai phụ để cố định túi lên cơ thể. Đây cái bên này thì nó có cái bọc, bên này thì không có bọc, này. Đây nè, quai rất là mềm cho nên là khi mà chúng ta đeo lên mà nó vặn vẹo một thời gian là nó sẽ nhúng hết. Này quai mềm lắm, này quai cứng nha anh em. Đó. Rồi khóa UTX, ok bên này cũng phải UTX, đây cũng có vẻ ok. Rồi cái bọc thì bên chính hãng có, bên này không có. Rồi cái quai đeo, cái này họ cũng không có cái đệm nữa nha, sản phẩm chính hãng thì có cái đệm, bên này không có. Không có cái đệm thun, đây không biết để làm gì. Rồi cái khóa cái này nhỏ hơn nha anh em, cái khóa dưới đây để kết nối cái dây đây nè, cái dây cố định, cái quai phụ cố định với cơ thể, nó nhỏ hơn nha, nó nhỏ hơn, trong khi cái bản dây thì nó bằng nhau. Rồi có thể bên này ok thì vẫn xỏ vào được. Rồi mình sẽ thử cái khóa này. Đó, cái khóa của bên chính hãng, bấm ra cái khóa này nó thay đổi được vị trí, tức là anh em sẽ sử dụng để khi mà chúng ta cái này qua bên này nó ngang thì chúng ta sử dụng khi mà chúng ta muốn đeo ngang không, còn khi mà chúng ta muốn đeo ngang mà cái túi nó nằm ngang đó, thì chúng ta phải di chuyển cái này lên trên này. Đó. Đây thì cái phần này nó được tính toán để có thể xỏ vào. Đó. Như thế này khóa, rồi tiếp tục bên này mình sẽ thử thay đổi cái tư thế đeo của cái túi 693 thử nhé. Ok, sao ok. Đây một vấn đề nó rất là chật luôn, anh em. Wow, họ bỏ vào rồi họ mới may như thế ta, chứ không phải là họ không hiểu được cái dụng ý để mình thay đổi các bạn. Đó, đây rất là chặt luôn, đấy rất là chặt. Rồi mình sẽ đổi lên trên này. Wow, không thể họ vào được nha các bạn. Rất là cực. Ok, nếu mà ráng thì vẫn qua được, nhưng mà chặt quá. Đây nè, mình xỏ vào là cái đường vân chỉ nó cong theo luôn này. Cái này thì khi mà anh em thay đổi tư thế đeo nó rất là khó khăn luôn. Đấy, rồi. Nói chung là vẫn đổi vị trí được, vẫn xỏ vào được. Chứ mình tưởng mà may dính luôn thì hơi căng đó nè. Rồi tới cái tiếp theo. Ok, có hai bên. Rồi cái mesh này, so sánh tiếp tới cái mesh này, nó cũng khá là giống nhau. Bên này mình cứ thấy nó thô thô ta, cái này nó mềm lắm các bạn, mềm lắm, cái này thô. Nếu mà nhìn gần thì anh em sẽ phát hiện là nó không giống nhau đâu nha. Đây, không biết là camera có bắt được không, tại vì sản phẩm màu đen thì nó cũng hơi khó hiển thị, nhưng mà mình có cảm giác bên này nó thô lắm. Anh em có thể nghe cái tiếng động này, mình để lại gần mic. Đó, tức là chất liệu nó khác nhau nha anh em, chất liệu nó khác nhau á. Bên này là sau chúng ta rồi cái velcro chỗ này cắt rất là nhanh nhở nha. Rồi chỗ này thì chắc cũng không cần phải so sánh nhiều, thì nó dán thôi. Những cái này cái tuổi thọ của nó không thể hiện ngay trong những cái lần sử dụng đầu tiên đâu anh em. Mình phải sử dụng trong thời gian lâu dài, mình dán vào, mình kéo ra trong thời gian dài đó, thì những cái velcro dỗm á, thì nó sẽ bị đọng hết những cái sơ ở bên cái gai này, từ đó là nó mất dần được cái tính kết nối theo thời gian. Nhưng mà chỉ kéo ra kéo vào vài lần thì nó không có thể hiện được. Mình có cảm giác cái túi này nó nhão, bên này nó cứng cáp hơn, bên này nó nhão lắm. Nhão thì nghĩa là do cái vấn đề của cái vải chính nó quyết định đó này, nó nhão lắm. Bên này nó cứng cáp hơn. Bên trong túi nó cũng có những cái đường gân này, nó định hình được cái hình dạng bên ngoài. Cái này nó không có, anh em có thể xem cái bên này gặp vào nó sẽ có đây. Anh em nhìn này, nó gặp vào nó sẽ bị gãy những cái đường sống này, đó này nó có cái vết, những cái vết gãy này. Bên này thì nó góc thẳng một phát luôn đấy, nên nó không có những cái xương định hình bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong túi. Ok, một cái điểm mình rất là lo lắng đấy chính là cái thiết kế dây kéo ngược này. Tại vì dây kéo ngược này mình cũng phải nghiên cứu tìm hiểu về nó, cái dụng ý tại sao người ta làm dây kéo ngược. Nên mình cũng sợ là người ta sản phẩm fake thì người ta sẽ không có hiểu được cái ý đồ của dây kéo ngược. Nhưng mà ok, đây thiết kế là cũng ok rồi. Cái này nó làm lạ ra. Đây anh em để ý nè, người ta sẽ xỏ một bên qua, cái này may liền lại, xỏ một bên qua này liền lại. Rồi ok, hai cái này nó không có đồng nhất kích thước nha anh em. Đây này, anh em xem này, cái ngắn cái dài này. Đấy, ngắn cái dài này, cái này là gập và may thủ công. Đấy, có sự khác nhau nha anh em, có sự khác nhau đó. Rồi cái dây kéo của cái 693 này may hơi lệch nha anh em. Đây anh em nhìn cái chỗ đây nè, anh em nhìn cái đường của cái LV6 này nó đều tăm tắp này. Đấy, cái khoảng cách từ giữa đi ra anh em có thể nhìn thấy bên này nó hơi lệch, này, chỗ này nó rộng hơn này. Rồi, okay, sản phẩm may thủ công thì chúng ta sẽ phải chấp nhận những cái chuyện đó. Rồi ở bên trong này, bên trong này khác nhau nhiều đây. Đây cái velcro của LV6, cái miếng lốp để anh em có thể gắn vào đây những cái tiếp theo insert chúng ta cố định phụ kiện chúng ta. Đây nó được may tới gần sát mí này. Còn cái này nó may không hiểu vì sao nó bị thụt xuống dưới, và cái velcro nó khác nhau nha anh em. Đây cái này gai xù, cái này là gai mịn nè. Đó, tức là nó khác nhau đó. nó không giống nhau. Đây, cái này là tính hãng nha. Rồi tiếp theo vải lót thì nãy mình cũng có so sánh rồi, nó khác màu nhau đó này, khác màu. Cái đai này cũng khác nhau luôn này, đó cái đai này khác nhau. Đây, đai khác nhau. Rồi vải lót. Cái mesh này nó cũng khác nhau luôn anh em. Cái lưới mesh này này với cái này khác nhau. Cái này thùng nhìn chợ quá ta, cái này nhìn nó chợ lắm. Này khác nhau nha anh em nha. Nó kỳ lắm, nó dài lắm. Rồi xong rồi ba mình còn đẩy lớp. Ok, cái vải nó mỏng cho nên là cái đáy nó mỏng hơn, nhìn là biết liền à, sờ vào là biết liền luôn. Rồi. Ok, cái dây gắn móc chìa khóa, ok bên này cũng khó nhưng mà anh em nhìn này, may nhìn rất là thảm, này nó khác nhau nhé. Cái độ đàn hồi khác nhau, cái nhựa đây khác nhau, bên này nhìn rất là dài. Đấy. Rồi mình xem cái tem nè, cái tem thì nó khác màu, này màu xanh, hàng chính hãng với nó màu đen nha. Rồi 614 tem này hình như tem in bên ngoài đó anh em, tại vì tem chính hãng này nó hơi ni lông mà nó cũng hơi vải à. Bên này tem ni lông đó, ni lông trơn này, bên này tem hơi vải vải. 614 ok, cũng in nội dung thì easy, in nội dung cũng giống. Rồi 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 anh em thấy sao? Đó là cái sự so sánh, mới là quan sát và sờ và so sánh cũng sơ sơ thôi, chứ còn mình đánh giá thì cái này nếu mà quan trọng nhất là cái phần này là nó may sát quá cho nên là anh em sử dụng nó sẽ khó khăn. Và cái vấn đề thứ hai đó là cái vải nó không giống, cho nên là cái vải này nó quyết định, cái thứ nhất là cái sự kháng nước, cái thứ hai là cái độ bền, và thứ ba là cái độ cứng của phong túi. Cái này mình nghĩ xài thời gian nó nhão banh luôn đó. Nói chung thì ban đầu là mình tưởng có một cái sản phẩm nó là chính hãng, nó xách tay về hoặc là nó ở những cái nguồn nào đó tuồn trong nhà máy ra chẳng hạn, anh em mua trải nghiệm thì nó ok, nhưng mà sau khi mà đặt hàng về cầm trên tay thử thì mình thấy nó bị những cái lỗi nó khá là nghiêm trọng. Đó là nó ảnh hưởng tới công năng sử dụng nè, nó ảnh hưởng tới độ bền nè, và nó không hiểu được dụng ý thiết kế. Cho nên là nói thế nào nhỉ, thực ra cái quan điểm tiêu dùng của mình thì anh em muốn xài hàng fake, hàng lên hay là hàng xách tay hay hàng chính hãng, đó là cái vấn đề về quan điểm tiêu dùng của anh em, mình sẽ không nói đến. Nhưng một cái sản phẩm mà ví dụ như hàng chính hãng 4 triệu chẳng hạn, mà hàng fake nó tầm 400-500 ngàn, anh em mua về để trải nghiệm, nó có cái thiết kế giống, nó có cái công năng gần giống và cái chất lượng nó được khoảng cỡ 6-7 gì cho đó trên 10 thì ok, tại vì anh em tiết kiệm được khá là nhiều tiền. Nhưng cái này 693 so với 990 thì thật ra anh em tiết kiệm không được bao nhiêu. Mà thứ nhất nè, chất lượng thì anh em đã thấy rồi đó. Cái thứ hai là hàng không chính hãng thì nó sẽ không có chấp hành đủ những cái quy định về thuế quan, về nhập khẩu, cho nên là nói chung là anh em tiêu dùng hàng nó không có qua nhập khẩu đóng thuế thì nó sẽ liên quan nhiều thứ nó không hay trong cái quan điểm tiêu dùng của mình. Mình cũng có nói đến trong cái clip tại sao hàng made in Việt Nam đó. Rồi thì đó là những cái nhận định của mình. Đó, anh em mua hàng rẻ tầm 400-500 ngàn so với 4-5 triệu, anh em trải nghiệm thì nó ok. Nhưng mà cái này 693 so với 999 mà nó như thế này thì mình cảm thấy nó không đáng một tí nào, nó không hề đáng một tí nào. túi ẻo quá, càng cầm càng ẻo là anh em. Này, mình giờ anh em thấy này, này. Đó, cái này nó ẻo, nó gập xuống, nó quạt xuống luôn nè, nó cong xuống nè, cái này nó cong lên nó bằng thẳng. Rồi, ok. Và đó là những cái so sánh từ tổng quan cho đến khá chi tiết của mình với cái LV6 chính hãng như cái LV6 693.000 trên Shopee. Anh em thấy như thế nào? Anh em có thể chia sẻ cảm nhận, chia sẻ ý kiến của anh em ở bên dưới phần comment nha. Và trong tương lai nếu mà anh em muốn mình so sánh cái mẫu túi nào, hoặc là trong tương lai anh em có những cái vấn đề thắc mắc hay là cần phải xác minh đính chính hay so sánh gì đó, thì anh em có thể comment để yêu cầu. chuyentactical.com sẽ xem xét và làm clip review cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip tới giờ phút này. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.